Ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A tổ chức truyền thông stream về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam năm 2022. Các em học sinh khối lớp 7 trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã được nghe những nội dung về phòng ngừa và giảm thiểu lao động sớm ở trẻ em. Qua đó, giúp cho các em có thêm kiến thức về quyền trẻ em và những tác hại của việc trẻ em tham gia lao động sớm, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái giới quy định của pháp luật được phát hiện can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.